Hello beautiful unicorns. Cái bắt trước các bạn là YouTuber trải bài bên Mỹ. Và hiện tại là bây giờ chúng ta sẽ vào cái phần thông điệp bổ sung bonus track cho các bạn những con số đường đời. Nếu mà mọi người chưa biết về cái con số đường đời cũng là con số nào và theo thần số học thì có thể giải thích cho các bạn ở đây. Các bạn hãy cộng ngày tháng năm sinh của mình lại và sau đó nó sẽ ra được một con số, ví dụ như là số 1. Nếu mà nó ra được một con số lẻ đi, mà thường là không ra số lẻ đâu, cộng trời quên. Quên gắn cái này. Trời ơi là trời. Thôi làm lại nha. Hello beautiful unicorn. Đây là phần ngoại truyện cho thêm cái thông điệp bonus cho các bạn theo phương diện thần số học. Như Kiết nói, các bạn sẽ được bổ sung thông điệp về đời sống tình cảm của mình trong vòng 7 tháng tới theo phương diện con số đường đời của mọi người. Nếu mà ở đây ai chưa biết về thần số học, không biết cái cách tính toán về con số đường đời của mình thì Kiết có thể hướng dẫn ngay lúc này. Mọi người có thể cộng con số ngày tháng năm sinh của mình lại cùng với nhau và nó sẽ ra được một con số, và lấy các ví dụ con số là 13 đi, thì mọi người cộng lại số 1 và cộng 3 thì là nó ra số 4, thì đó là con số đường đời của các bạn nha. Và ngoài ra có một số đặc biệt á, là nếu mà nó ra số 11 thì các bạn vẫn giữ nguyên, vì 1 tới 11 là cái con số đường đời được tính theo các bạn đó, vì 11 là một con số đặc biệt của Ascent Master mà. Thì ok, thì bây giờ là đó là cách mà tính toán cộng trừ nhân chia về con số đường đời của các bạn. Bây giờ Kiết sẽ xin năm mỗi cái tụ khoảng 5 phút thôi, thì thông điệp bổ sung mà. Thì bây giờ Kiết sẽ vô cái con số đường đời tụ thứ nhất, câu chuyện tình cảm 7 tháng tới có điều gì cho riêng các bạn nha. Chắc là cái tụ này là Kiết sẽ nói chung chung một cái móc luôn, Kiết quay liên tục luôn, Kiết sẽ không có cắt ha. Rồi, con số đường đời tụ thứ nhất là con số nào đây? Là có điều gì diễn biến trong giai đoạn tình cảm 7 tháng tới, Kiết sẽ bóc charm trước cho mọi người. Sau đó, ôi cũng nhiều nha. Và sau đó là Kiết sẽ sử dụng tarot. Mỗi thứ một lá. Cho cái trải bài này mang tính năng động hơn. Kiết sẽ nói rất là nhanh nha mọi người. Con số đường đời là số 1. Làm sao để cộng ra con số đường đời là số 1 ta? Không lẽ 1 cộng 0 là 1? Thôi kệ bà đi. Nghĩ là có sao nghĩ vậy đi. Ủa kỳ vậy ta. Làm sao để ra con số đường đời là số 1 ta? 1 cộng 1 là 2 nè. Cái đoạn này khó hiểu nha. Con số đường đời 1 tới 11. Vậy có thể là số 10 với số 1 nghe chung đi ha. Vậy đi. Số 10 với số 1 nghe chung đi ha. Cái đoạn này khó hiểu mọi người, Kiết cũng đang tính toán, dở toán lắm. Ủa làm sao để cộng ra con số đường đời là số 1 vậy? Ví dụ 1 số ra số 10, 1 cộng 0 là 1 mà. Rồi là nên giữ số 1 hay nên giữ số 10? Ủa là sao? Khó tính quá, nhức đầu quá. Thôi, 1 với 10 chung nha mọi người. 1 là 10, 10 là 1. Vậy là bạn số 1 và bạn số 10 á, là được nhận hai thông điệp. Con số này đặc biệt quá. Work. Ok, ở đây Kiết có lá là Two of Coin, High Soul và có lá một liên ngược, có lá Pass Like Relationship, có lá là Get Some Exercise, có lá bài Work, có lá bài Check Your Time Making This Decision, có lá On Off, có một cái lá là Alien, có một cái lá là đeo mặt nạ, có cái lá Bạch Dương,
có vẻ như là Heartbreaker nữa, có vẻ các bạn con số đường đời số 1 và số 10 ở đây á, thì có vẻ như là các đang trong cái tình huống này là các bạn phải hoạt động, có một quyết định ở đây, một hai xu đó thôi. Kiếp chỉ cảm nhận là bạn đang đứng trong một cái tình huống là có nên quyết định hay không, và cái quyết định nó sẽ như thế nào. Thì Kiếp nghĩ rằng là các bạn nên cần thêm nhiều thông tin dữ liệu, vì Kiếp thấy có một cái tương tác on off ở đây mà nó còn kiểu như nó chưa rõ ra, nó bị mập mờ, thì bạn cần phải quyết định là có nên tiếp tục với cái tương tác này hay không. Tại vì Kiếp thấy á, mặc dù á, là cả hai bạn nó đeo, Kiếp thấy cả hai bạn có đeo những cái mặt nạ với nhau thôi, có thể là các bạn là cung Bạch Dương hoặc là người là cung Bạch Dương chẳng hạn, hoặc năng lượng của Bạch Dương rất là nhiều, alien mặt nạ nữa, mà Heartbreaker có vẻ như là các bạn đang gặp một cái đối tượng có vẻ hơi tổn thương các bạn á, cho nên có vẻ như hoặc là các bạn làm tổn thương cho họ, cho nên đã tới lúc cần phải đưa ra một quyết định, hãy tháo cái mặt nạ xuống, một cái sự thật cần được lộ diện, và các bạn hãy có một cái tình huống quyết định. Cái thấy đây cái past life relationship có vẻ như là các bạn vừa trải qua một cái tương tác, và tương tác này nó mang một cái gọi là karmic relationship, một cái tương tác về cái sự karmic á, nó trigger rất nhiều thứ và nó khiến các bạn con tim tan vỡ. Cho nên các bạn ở số 1 cũng là nên cần có quyết định lựa chọn về một cái tình huống, nếu mà ai đang mập mờ thì cần phải làm rõ với cái tình huống này trong chuyện tình cảm trong vòng 7 tháng tới. Hãy làm rõ về một tương tác nào đó mập mờ và khiến cho các bạn cảm thấy là phải rõ ràng, phải quyết tâm, phải làm cái điều đó nó được ra ánh sáng cho một cái sự mập mờ này, để các bạn còn biết đường mà các bạn nên dự định như thế nào. Ok, đó là những gì mà Kiếp thấy trong số 1 và số 10 nữa. Nghe chung nha mọi người, 1 với 10 nghe chung. Tại vì Kiếp không nghĩ được cái việc mà sao mà mình tính ra được con số đường đời là số 1, rồi còn ra sao số 10, là số 10 thì dễ đi, rồi số 1 sao, hiểu không? Thì cho nên 1 với 10 chung đi ha, coi như 1 với 10 nhận hai thông điệp. Rồi bây giờ Kiếp tới với con số đường đời cho các bạn. Lá bài này đã xong rồi, Kiếp để qua một bên. Số đường đời số 2 nha. Rồi bây giờ số 2 ơi, để xem có dữ liệu gì cho các bạn về câu chuyện tình cảm 7 tháng tới hay không. Prayer will help this situation. Cầu nguyện và cầu nguyện. Do some research. Trời sao tụi 1, tụi 2 toàn là research, tìm hiểu thông tin nhiều dữ trời. Ê, không phải tụi 1, tụi 2 mà là con số 1 và con số 2, con số 10 nữa. Yeah. Oh, sorry mọi người, time to the... Trời ơi, ta số 1, số 2 giống nhau quá. Số 10, making decision nữa trời ơi. À, hiểu rồi. Được, được nha, được. Tụ 2 là khác, tụ 1 chứ không phải là giống nha. Có dám tiến lên hay không trong một cái tương tác về một cái mối quan hệ, Kiếp thấy vậy nha. Tức là cái việc ở đây là bạn sẽ cần có những cái lời cầu nguyện chỉ dẫn từ vũ trụ thiên đường, và tìm kiếm, tìm hiểu kỹ về một cái tương tác nào đó, và các bạn sẽ quyết định có nên tìm hiểu hay không nha. Có six of sáu xu thì Kiếp thấy là các bạn sẽ nên, nếu mà các bạn đang phân vân, lo lắng, hoặc là có một cái quyết định, hoặc là các bạn cảm thấy cái một cái tương tác nào đó nó red flag, nhưng mà vũ trụ cũng đang nói là cũng nên nên nhìn vào cái trái tim của mình để xem thử rằng là nếu mà bạn có cảm thấy có cảm xúc rất là nhiều với một cái đối tượng này, thì các bạn ở con số 2 á thì nên quyết định tìm hiểu về cái đối tượng này này nha. Nhưng mà tùy vào cái trái tim của bạn có mong muốn hay không, thì tại vì cái Kiếp có thấy là cái lá là the fool nữa, cho nên là Kiếp cảm nhận là các bạn không, cũng hơi kiểm soát á mọi người. Kiếp thấy mọi người hơi kiểm soát về cái mặt tinh thần,
kiểu giống như là sợ này sợ kia, rồi kiểu giống như là không biết có đi đúng hướng hay không. Thì số 2 cũng là cái số có định hướng, thì đã nói rằng là nếu mà có một cái đối tượng là khơi gợi cho bạn là về lòng trắc ẩn, về cảm xúc, và các bạn cảm thấy rất là muốn tương tác với cái người này, thì vũ trụ đang nói tụ hai ơi, hãy tìm hiểu kỹ rồi sau đó quyết định cho mình. Nếu mà mọi người có yêu thích cái người này nhiều á, favorite person, nó tại vì khi thấy có cái lá mùa thu, it's the fall season, everything come together and reap, cái cảm nhận là có một cái kết quả tốt, một cái trái ngọt cho cái tương tác này, thì các bạn cũng nên cầu nguyện để được chỉ dẫn. Kiếp nghĩ là cũng đáng để đầu tư để tìm hiểu về cái tương tác này. So về mặt tâm hồn, tâm gia các bạn rất là hợp nhau về tương tác linh hồn. Animal, người này có thể là nuôi mèo, hoặc là các bạn là những người thích mèo, chó, động vật, chim chóc. Đó là tình yêu. Nếu mà ai còn đang sợ này kia, một cái người này cũng có tình yêu về chó mèo, hoặc là cái người các bạn sẽ gặp sau này á, là có tình yêu về chó mèo, về động vật, và các bạn là những tâm giao, lúc các bạn gặp nhau thì các bạn sẽ có những cái trigger, những cái lo lắng, nhất là bạn sẽ lo lắng không biết có nên cho mình cơ hội với cái đối tượng này hay không. Nhưng mà trẻ bà đã nói là rất đáng để đầu tư. Và tree, yes, cái lá mùa thu này là mọi người giống như là các bạn gieo quả để trồng cây thôi. Các bạn gieo như thế nào, gieo lòng tin thì sẽ được gặt được lòng tin. Cho nên các bạn hãy hướng về vũ trụ, hướng về tinh thần, và các bạn hãy có một cái quyết định đúng đắn nhất. Đừng có bị suy tính quá, hãy cho nghe theo trái tim mình mách bảo và cứ đi theo cái định hướng có kết quả này. Chỉ cần các bạn gieo một cái quả tốt, gieo một cái hạt tốt, thì các bạn sẽ gặt lại được một cái cây, một cái sự ổn định, một cái sự vững chãi nha. Cho các bạn ở tụ thứ hai, các bạn đang đi đúng định hướng rồi. À, không phải tụ hai, con số thứ hai. Rồi, bài này qua rồi thôi. Bây giờ tới với con số đường đời là số 3 nhé. Để xem là số 3. Họ bóc cham trước để tăng tính vui vẻ. Số 3, con số đường đời của các bạn thì có những cái dữ liệu nào? Lên luôn. Blessing venture. Trust and follow through on new business idea or career opportunities. Make an effort. Okay, make an effort. Nãy giờ ngồi mà muốn tuột cái ghế không vậy đó. Music. Con số đường đời thứ 3 nhé. Your inner guidance is real and trustworthy. Travel. Oops. Ok, bây giờ Kiết thấy được những cái điều này ha. Thêm một lá tarot nữa đi, để quyết định đi các bạn cần làm gì ha. Three of Pentacles, đúng là số đường đời là số 3, thì nó lại lên 3 số. Travel, business adventure, make the effort, music, your inner guidance is really trustworthy. Số 2 nữa. Số 2 thì một chút là Kiết sẽ sử dụng cuốn sách để xem thử là có điều song ngư. Vì có vẻ như là các bạn ở cái con số đường đời số 3, có thể các bạn thuộc cung song ngư, sinh vào tháng 2. Có cái mũ, có summer, mùa hè nữa hả? Có vẻ như là có một các bạn sẽ có một cái chuyến đi sắp tới vào mùa hè này. Nếu mà chưa mùa hè, các bạn nghe bất cứ thời điểm nào ha, thì có vẻ như các bạn sẽ một cái chuyến đi chơi chung với công ty, với tổ chức, hay là cái nơi các bạn làm việc, hoặc là trong cái kiếp chỉ cảm nhận là trong cái môi trường này có một cái người đang để ý các bạn, và các bạn cũng đang để ý tại vì cái này có liên quan đến công việc rất là nhiều, và cái người này cũng đang nỗ lực, và bạn cũng vậy, cũng nỗ lực để tiếp cận, vì cái số 2 cũng là con số connection mà. Có thể là người này cũng song ngư, hoặc bạn là cũng song ngư. Khi có thấy là các bạn là những người yêu nghệ thuật, yêu âm nhạc nha, thì đặc biệt là các bạn nghĩ là kiểu giống như là con số đường đời số 3 trong 7 tháng tới, các bạn nghĩ là họ không biết là cái người này có phải là cái đối tượng mà họ có cảm thích, cũng có thích mình không, hay là cả hai có cái điều gì đó kết nối hay không, thì Kiết
có khẳng định một chút xíu là cả hai có cảm xúc với nhau, travel or vacation, khi cho cái cảm nhận rằng là nếu mà ở đây ấy, mà hai bạn mà kiểu như là lâu rồi chưa gặp nhau mà có tương tác ở xa thì sẽ có người này sẽ tới thăm bạn một chuyến đi, hoặc là bạn sẽ di chuyển để thăm cái người ấy ở một cái chuyến đi đó. Ba Su thì Kit cũng cảm nhận là cái người này có thể là làm sẽ làm chung lĩnh vực với bạn, kiểu như là có một cái sự đồng nhất chung về mặt công việc, kiểu như các bạn có hiểu nhau về công việc, có chia sẻ với nhau về chuyện công việc rất là nhiều. Và Dream Medical cũng cảm nhận giống như sharing, cũng giống như các bạn luôn chia sẻ với nhau về mặt tài chính và chia sẻ với nhau về những câu chuyện chung của cả hai về công việc, về những cái lời thì thầm nào đó. Các bạn là những người rất là yêu âm nhạc và có thể là bạn sẽ chia sẻ những bài hát cho nhau nghe nữa. Ok, đó là con số đường đời số 3. Và dấu hiệu mà mùa mà gặp á là mùa hè. Tại vì ở đây là nó có đổi nón vào mùa hè nữa. Có thể là các bạn sẽ đi chơi chung với nhau sắp tới, hoặc là các bạn thông qua hội nhóm công ty rồi đi đâu đó. Con số thứ 3 là gặp cái người này, hoặc là đã gặp rồi đó. Thôi bây giờ qua con số thứ 4 nha. Số đường đời là số 4, để xem có cái gì đó không. Số đường đời là số 4 ơi, coi xem thử rằng số đường đời số 4 có điều gì nhé. Số đường đời là số 4 có điều gì nè. Unrequited love. Ok luôn. There's not enough attraction or chemistry to keep this relationship going luôn. Có detach from the situation nữa. Ôi là trời. Open relationship. Ok. Có vẻ có một cái sự lựa chọn ở đây về mặt tình cảm. Có vẻ ở đây nếu mà con số 4 ở đây và ai đang cho một cái tương tác ba người á, hoặc là kiểu như là các bạn, cái tương tác của các bạn để ý mà họ đang có đang có người yêu, hoặc là có vẻ như là đang trong một cái open relationship mà đó, thì có vẻ như Kit thấy á, là vũ trụ sẽ mong muốn bạn lựa chọn bản thân mình đầu tiên. Là lựa chọn bản thân đấy, tức là mình lựa chọn bản thân mình. Có thể là cái việc độc thân cũng được nữa, nhưng mà nó là cho bạn cảm giác bình yên và không phải tranh đấu. Và các bạn cũng không cần phải cạnh tranh về bất kỳ điều gì trong chuyện tình yêu. Vì chuyện tình yêu của các bạn ở con số đường đời ở số 4 á, nó sẽ mang cái hơi hướng là các bạn sẽ luôn luôn là một người kiểu như dõi theo, quan tâm cái đối phương của mình. Và đôi khi người ta cũng thờ ơ với cái việc đó. Vì Kit thấy là các bạn rất là nhạy cảm ở con số 4. You're becoming more sensitive and need to make change accordingly. Nếu mà các bạn ở đây ai đang rơi vô một cái tương tác mà ngã ba đường, thì Kit thấy đã nên đến lúc lựa chọn về cái việc chọn bản thân mình. Và hãy đừng có để dính những cái drama nó không đáng có nữa. Và ngoài ra thì có vẻ như là nếu mà cái offer ở đây á là kiểu như là open relationship, hoặc là bạn sẽ là trong một cái tương tác đó mà mình không được độc quyền á, thì và kiểu như là từ trái tim đến trái tim, nếu mà cái người đó mà cảm thấy á mà chưa sẵn sàng hoặc là không xứng đáng với bạn, thì đã tới lúc các bạn hãy lựa chọn cái hành trình cho riêng mình rồi. Sẽ có một cái số phận, một cái định mệnh khác dẫn lối các bạn tới một cái tương tác nó tốt đẹp hơn, một cái tương tác đúng như là các bạn mong muốn. Nếu mà các bạn ở đây mà ai là con đô số đời số 4 mà vừa nghe tụ ba nữa, thì cái thấy là các bạn phải vừa trải qua một cái những cái liên hệ về twin flame, những cái tương tác fake twin flame giả mọi người, thì tới lúc các bạn cần nên cho vũ trụ vào cuộc. Vì perfect timing sẽ đúng thời điểm thì là bạn sẽ bước đi một cái bước tiếp theo, và cái người mà phù hợp với các bạn thực sự là sẽ tới với các bạn ngay lập tức. Hoặc là nếu mà bạn vừa trải qua cái câu chuyện này lâu rồi thì sắp tới bạn sẽ gặp thôi. Unrequited love, và Kit cảm thấy là các bạn có thể gặp nhiều đối tượng mà các sẽ không cho các bạn cảm giác được mình là chính mình á, thì hãy để ý những cái dấu hiệu đó. Bây giờ Kit dùng những con charm, có cái lá số 7. Có thể là bạn sinh tháng 7 hoặc là người này sinh tháng 7. Có cái lá là chú thỏ. Hello, có thể là người này năm nay là năm... Ok. Vì có vẻ như là nếu mà ai xem năm nay là năm con mèo hoặc là năm con thỏ, thì có thể là vận tình duyên của các bạn sẽ gặp người này trong năm nay là sớm. Mà số 7 là trong vòng 7 tháng nữa, thì là 7 tháng tới là bạn có người mới là người yêu for mùa thu. Có thể là rơi vào tháng thứ 7, là tháng 7 là mùa thu, và các bạn sẽ gặp và người bạn và người này sẽ đâm hoa kết trái. Người này thích nấu ăn chẳng hạn ha,
và có Crazy Stupid Love nữa, có vẻ như các bạn sẽ yêu nhau một cách buồn si. Vậy có thể là Unrecorded Love chứ chỉ cảm nhận là mọi người sẽ yêu nhau một cách buồn si, và Open Relationship có thể là một cái họ có một cái đối tượng cũ nó sẽ quay lại với các bạn và họ sẽ lựa chọn để tới các bạn vì họ cảm nhận được rằng là bạn họ vẫn nhìn thấy điều gì đó trong bạn và bạn trong họ hơn, tức là cả hai có connect với nhau và họ sẽ rõ ràng về cái chuyện tình cảm này. Nhưng mà Kit cảm thấy Chef có thể là người này thuộc cung cự giải, người này thích nấu ăn, hoặc là bạn là cung cự giải thích nấu ăn. Âm thanh có thể là âm thanh âm nhạc có thể là thích nghe nhạc định mệnh Destiny mà Wheel of Fortune nữa. Chắc chắn là trong vòng 7 tháng tới là các bạn ở con số đường đời số 4 sẽ gặp được một mối lương duyên tình cảm và vũ trụ tương tác sắp xếp. Trong cái lúc này hãy bảo vệ cái rung động của mình, đừng để cho những cái điều tiêu cực xung quanh ảnh hưởng, và nếu có một cái tình huống phải lựa chọn thì các bạn hãy lựa chọn bản thân mình, dù có độc thân, dù có là alone như thế nào vẫn nên chọn cho mình để mình kết thúc một cái vòng lặp cũ để có được một cái tương tác mới mở ra một cách trọn vẹn hơn ha. Ok, đó là những gì ở con số thứ tư. Bây giờ kết qua số thứ năm nha. Số đường đời số năm có cái điều gì trong trình cảm 7 tháng tới? You and your loved one are safe. Có vẻ như là có tương tác rồi. Freedom, tự do nữa, các bạn rất thoải mái. Không có điều gì phải bàn cãi, con số đường đời là số 5 cả. Healing family issue, có vẻ như là đang trong tụ số 5 mà con số thứ 5 mà dạng như là ui. Ok. Pregnancy. Oh, các bạn có số 5 có vẻ như là chuẩn bị có tin tức vui về chuyện hôn nhân hoặc là về chuyện gia đình. Sorry mọi người, cái xin tiếp tục trở lại với cái việc gian dở hồi nãy là đang chạy cái con số 5, cái hết pin, điện thoại hết dung lượng, cái thôi Kit đi tắm luôn. Thôi giờ là diện mạo mới. Ok, là Kit xin tiếp tục với con số 5 nha, tại vì Kit thấy ở đây á sẽ là chạy nhanh cái số 5, mọi người thông cảm với Kit nha. Thì kiểu giống như là giờ số 5 không kịp á, tại vì dung lượng nhiều quá cho nên. Ok, Kit có lá mountain, Kit có lá painting, Kit có cái lá là ô cửa sổ, Kit có cái lá là June tháng 6. Tháng 6, number 5, true love, planet, January, hả? Chỉ có hai con số về tháng. Có vẻ như là một trong cái hai tháng, tháng June, hình như tháng 6 hoặc tháng 7 đi. Và tháng 1, về cái việc mà bạn sẽ có baby, đó với những cái bạn mà đang có lập gia đình rồi ha. Nhưng mà có vẻ như là trong chuyện tình cảm ở đây, nó nói về một cái vấn đề của con số 5 là cái gia đình. Là cái mà các bạn sẽ ưu tiên lên hàng đầu. Con số 5 là con số của cái việc là sau này sẽ lập gia đình bền vững, cho nên cái đối tượng của các bạn nó phải là cái đối tượng có cam kết rõ ràng về mặt cả về tình cảm và mặt vật chất nữa. Nhưng mà có cái lá freedom ở đây á, thì Kit thấy là bạn sẽ con số 5 ở đây là tự do được lựa chọn những cái việc mà các bạn muốn. Ngoài ra you and your loved ones are safe, có cái lá mountain painting nữa, có vẻ như là các bạn có chút xíu trong vòng 7 tháng tới có một chút xíu thử thách. Nhưng mà Kit nghĩ rằng là cái thử thách này nó cũng giúp cho các bạn mở mang tầm mắt thôi. Về chuyện tình cảm nha, có vẻ như sẽ có một chút xíu trục trặc về chuyện tình cảm, nhưng mà nó là thử thách để khiến các bạn sẽ vượt qua được cái ngọn núi này, và các bạn sẽ vẽ lên được một cái bức tranh cho cái câu chuyện của cuộc sống tình cảm của mình về sau. Ngoài ra thì có nước hoa number 5, cũng là con số 5 nha. Số 5, nước hoa number 5 và các bạn của số 5. Có thể cái loại nước hoa này sẽ rất là phù hợp với các bạn để trong chuyện tình cảm, kích thích chuyện tình duyên. Nước hoa cũng là một cái mà các bạn thu hút về chuyện tình cảm. Có cái lá true love ở đây, cái này chỉ là cái thông điệp thêm thôi. True love ở đây là Kit thấy là tình trong vòng 7 tháng tới, tình cảm chân thành. Kit cảm nhận các bạn con số 5 này sẽ gặp một cái đối tượng thực sự dành riêng cho các bạn để cam kết về mặt lập gia đình và kết hôn. Và ngoài ra cái lá planet này hành tinh có vẻ như là đi một vòng rồi cũng sẽ quay về với nhau. Đó là những gì Kit nghe được ở con số 5 trong vòng 7 tháng tới. Thì ok, bây giờ là Kit xin qua con số 6 đi. Sorry mọi người nha, tại vì nãy giờ trả bài nó bị lấp lẫn là do bị cắt giữa chừng đường đột á. Bây giờ con Kit qua con số 6 nhé.
Tình cảm của các bạn trong vòng 7 tháng tới. Số 6, con số đường đời số 6, passion. Self-respect, have confidence. Tự tin lên các bạn, con số 6 đã tới lúc phải làm lại cái bản thân mình. Chuyện tình cảm của các bạn á, cứ thấy là các bạn là những người ngại thể hiện, không biết sao số 6 thấy rất là ngại thể hiện trong chuyện tình cảm trong vòng 7 tháng tới. Cho nên vũ trụ cũng đang nói với các bạn là các bạn phải thể hiện cái cảm xúc của mình nhiều lên. Ví dụ như là mình đang có tương cảm thích có đối tượng mà để liên kết rồi đó, thì các bạn cũng, ví dụ cái đối tượng này khi có tới với các bạn cũng nên theo cái phương diện là cũng đừng có lạnh lùng quá, cũng tại vì biết các bạn ngại mà. Passion sẽ có rất là nhiều cái nồng nhiệt trong cái câu chuyện tình cảm này, nhưng mà có vẻ như self respect cái đầu tiên là các bạn phải tôn trọng cảm xúc của bản thân mình, kiểu giống như là để đặt thử cái đối tượng nó có phải là cái người mà mình cảm thấy là được trân trọng trong cái tương tác hay không. Mà ngoài ra các bạn hãy have confidence. Cái thấy những bạn con số 6 là những bạn sẽ có một cái số mà gọi là nổi tiếng á, các bạn sẽ rất là tự tin về cái việc, về hình dạng bản thân trong vòng 7 tháng tới. Có tám kiếm nói về cái việc Kit cũng cảm nhận là nếu mà tình cảm mà nói về cái việc mà có được cái sự phát triển nở rộ hay không, thì Kit cũng cảm nhận là các bạn vẫn chưa có trong 7 tháng tới một cái gì đó nó quá rõ ràng về cái sự nở rộ đâu. Tại vì nở rộ ta có cái lá tám kiếm này, cần bạn phải có một cái sự lột xác về mặt tâm linh nữa. Engagement dạo này sorry mọi người, nhưng thí dụ trả bài không đúng mọi người thì Kit thông cảm giúp Kit nha. Tại vì Kit thấy có một, nếu mà sau này mà mọi người muốn có một cái tương tác mà về bền chặt và lâu dài cho con số 6 á, thì các bạn cần phải là cái người phải có đam mê trong chuyện tình cảm. Ngoài ra về mặt thể xác Kit cũng thấy ở đây nữa, nhưng mà tám kiếm là Kit thấy các bạn vẫn còn một cái xíu do dự nào đó ở bên trong thôi, có vẻ như là về cái cảm xúc cá nhân của bạn thôi à, không gì hết. Cho nên là vũ trụ đang nói các bạn phải tự tin vào cái con đường của mình đi, mặc dù là các bạn sẽ có cam kết về sau này chắc chắn luôn. Tại vì có cái lá engagement sẽ có một cái người nào đó, không phải người nào đó nữa, cái tương tác đó tới để trao cho bạn chiếc nhẫn. Nhưng mà có vẻ như bạn cần thêm thời gian, cần phải có một cái sự kiên nhẫn, please. Đó là những gì mà Kit thấy được ở cái số 6 này. Bây giờ Kit sẽ xem thêm con charm nha. Chữ S hay số 5? Gì đây? Số 5 hả? Số 5 có vẻ như các bạn là những người thuộc cung Kim Ngưu, hoặc là cung gì ta, số 5 hình như là song tử nữa ha. Hoặc có thể là các bạn ngày sinh là con số 5. Có teddy bear nữa, con gấu ha. Ok, hãy tự thưởng cho mình những cái gì mà các bạn thích. Kit có cái lá số 2 nữa, số 52, và là Kit sẽ đọc sách nha. Ủa, 529 ha. Ok, 529 thì Kit sẽ sử dụng cuốn sách này. Các bạn có những con số cho nên là Kit sẽ sử dụng sách để xem nha. 529 thì có vẻ như cái con số này nó không được tới, thì coi như là Kit sẽ sử dụng là con trang thứ 52 và dòng thứ 9 nha mọi người. 52 và dòng thứ 9 cho cái thông điệp của số 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Khi đói bụng thì chúng ta cần quyết định xem liệu mình sẽ nấu món gì đó để ăn hay đến nhà hàng. Ok, thì nói chung là khi đói bụng tức là các bạn sẽ quyết định trong tâm trí những cái gì mà muốn ăn hay đến nhà hàng. Tức là thế này nè, các bạn hãy nên xác định rõ ràng cái trong 7 tháng tới là các bạn cần phải build up cái điều gì. Nếu mà các bạn muốn có một cái cam kết á, mà về bền vững, thì cái đầu tiên á, thì các bạn phải có một cái sự trân trọng về bản thân. Hãy xem mình như là một con gấu bông, hãy trân trọng bản thân mình. Và ngoài ra là các bạn hãy đặt cái nền móng tình cảm cho sau này. Kiết thấy là sau 7 tháng này á, là các bạn chỉ cần kiên nhẫn thôi, sẽ có một cái tương tác tới để offer cho bạn một cái món ăn hoặc là một cái lời mời gọi nào đó. Kiết thấy á, cái buổi hẹn đầu tiên của các bạn sẽ là ở một quán ăn hay một cái nhà hàng nào đó rất là trang trọng ha. Ok, đó là những gì Kiết thấy ở số 6. Bây giờ Kiết xin qua con số 7 nhé. Rồi sao tự nhiên cái trải bài này nó vội vàng như là bán nhà hàng vậy đó. Số 7 mọi người ơi, số 7, bây giờ Kiết sẽ xem cho con số 7 nha. Số 7 ơi, mọi người lắng nghe chưa? Số 7 nha. Số 7 có lá đét, vui là trời. Trong 7 tháng tới mà có lá đét nữa hả? Dữ vậy.
kia có cái lá là sáu kiếm. Không biết cái thông điệp có bị lặp lại hay không, nhưng mà kia thấy các bạn có sẽ có một cái sự thay đổi di chuyển về vị trí địa lý nha. Một cái khoảng cách nơi xa và có thể bạn phải rời bỏ một nơi, hoặc là bạn sẽ phải rời bỏ một cái tương tác nào đó để có một mở mang một cái tầm nhìn cao hơn. Tại vì có cái lá là express your individuality, allow your true self to shine because you're awesome. Khi thấy các bạn đang có một cái tình huống đang bị lệ thuộc vào một cái câu chuyện tình cảm nào đó và nó khiến các bạn khó dứt khỏi. Cho nên cái lá ở đây đang nói rằng là hãy là cái người kết thúc bước tự chọn cho mình để quyết định ra đi, để tìm cái giọng tiếng nói riêng cho mình. Và có thể là bạn phải quyết định một cách nó sẽ nhanh đó, tại vì có cái lá sáu kiếm và cái việc di chuyển mà. Cho nên ở đây là các bạn hãy một cái tình huống nào đó cần phải kết thúc thì nó mới mở ra được những cơ hội mới cho các bạn. Express your love, có vẻ như là cái cơ hội mới này nó sẽ rất là nhiều cái đam mê ở đây, có nhiều cái tình yêu ở đây. Nhưng mà có hai trường hợp, một cái trường hợp ở cho cái số số 7 này, nếu mà các bạn kết thúc một cái mối quan hệ, một cái tương tác nó không rõ ràng, nó mập mờ, thì các bạn sẽ được một offer, một cái đối tượng khá. Còn cái việc thứ hai ở đây, nếu mà mọi người ở đây mà còn ngại ngùng, mập mờ, mà kiểu giống như chưa có tỏ tình với người kia, thì có vẻ như các bạn cần phải nói lên tiếng lòng của mình để có được một cái đáp án, để cho một cái câu chuyện này nó được tỏa sáng, nó được sáng tỏ ha. Trong vòng 7 tháng tới thì cho các bạn con số 7 là kiếp thấy sẽ là cái việc mà thay đổi rất nhiều về một cái quyết định nha. Có vẻ như cái đối tượng mới sẽ là một cái đối tượng mà thông qua công việc của các bạn nha. Và cái người đối tượng của cái cũng có cái số 7 này nói chung là một cái người có công việc ổn định, một cái địa vị, một cái người dáng khá bảnh bao và trưởng thành, có vẻ như là có độ tuổi lớn hơn các bạn nha. Các bạn tuổi con số chủ đạo số 7 thôi. Heart design, có vẻ như là trong cái lúc giai đoạn này các bạn đang bị ràng buộc, trong vòng 7 tháng tới các bạn sẽ bị ràng buộc bởi cái câu chuyện tình cảm. Hoặc là có thể là cái đối tượng mà ràng buộc các bạn là cái đối tượng mà cho bạn cảm thấy rất là an toàn theo cái phương diện về mặt tài chính thôi, còn về cảm xúc thì Kid không cảm nhận rằng là họ đang sẵn sàng offer cho các bạn. Cho nên là các bạn hãy nhìn vào cái trái tim của mình để xem rằng mình mong muốn điều gì, cho nên phải có được một quyết định chính xác cho cái tình huống này của con số 7 trong vòng 7 tháng tới. Ok, cảm ơn các bạn số 7. Bây giờ Kid sẽ qua số 8 nha. Trời ơi, gấp vội vàng quá. Số 8 ơi, để xem con số đường đời của các bạn. Số 8 thì cái việc trong 7 tháng tới về chuyện tình cảm có cái điều gì mà muốn nhắn gửi cho cách riêng cho các bạn số 8 hay không? Passion, rất là nhiều nhiệt lửa và đam mê, xúc cảm ở đây ha. Daughter, vui vẻ như một đứa trẻ, một đứa các bạn ở đây được lời khuyên là hãy tiếp xúc với trẻ em nhiều hơn. Nhưng mà daughter, năng lượng của con nít mà con gái nữa, cho nên hãy làm đẹp. Hãy làm đẹp, phải tăng cái vẻ đẹp của mình, hãy chăm chút diện mạo hơn, vẻ ngoài để thu hút. Các bạn đang đi đúng hướng, các bạn ở con số 8 ơi. Nếu năm nay các bạn không biết rơi vào con số đường đời của các bạn mà trong năm này, năm số 7 như... Nhưng mà Kiếp thấy con số đường đời của các bạn là số 8 rơi vào năm số 7 thì các bạn đang đi đúng hướng, các bạn sẽ được nhận lại những cái điều mà các bạn đã vun vén bấy lâu nay, các bạn đã bỏ công chờ đợi, thì các bạn sẽ nhận được một kết quả tích cực xứng đáng. Mặc dù có cái lá hai kiếm ở đây, Kiếp thấy là các bạn cần phải Kiếp nghĩ rằng là các bạn đang suy nghĩ đắn đo là có nên thay đổi chút xíu không, hay là có nên làm một cái gì đó mới mẻ hay không, thì hoặc là các bạn có đang đi đúng hướng hay không, thì vũ trụ đang nói là các bạn số 8 có đang có một quyết định đúng đắn rồi, chỉ cần các bạn có quyết liệt hơn và có nhiều sự xúc cảm, passion cho cái điều này hay không nhé. Chính kiếm, các bạn hơi suy nghĩ sâu xa, các bạn là những cái người mà hơi có một cái sự stress về đêm, hay nghĩ nhiều về đêm, hoặc là có một cái câu chuyện nó mặc dù các bạn đã sáng tỏ về cái có thể là đã có câu trả lời rồi, nhưng mà các bạn lại bị chần chừ những cái thông tin hoặc là bị tác động từ bên ngoài, thì vũ trụ đang nói là hãy tin vào cái quyết định của mình, hãy tin vào cái con đường mình đang đi, vì các bạn đang đi đúng hướng rồi. This is your life purpose, có vẻ như là cái con đường này đang đi nó là một cái hành trình sống, có thể là một vài bạn là có thực hiện về cái mặt tâm linh nữa. Cho nên có thể các bạn nâng cao rung động của mình để thu hút được cái đối tượng của các bạn, và các bạn đang đi đúng hướng, mọi thứ đang suôn sẻ thôi các bạn số 8 ở năm số 7 ơi. Ok, thì bây giờ Kiếp sẽ qua con số charm đi, nãy giờ chưa bóc charm chứ. Trời, nãy giờ cái số mấy số kia chưa bóc charm, thôi kệ đi,
lỡ rồi thôi. Có gì coi đó. Ok, số 8 ơi, movie cinema có thể là có câu chuyện tình cảm của các bạn, nó sẽ như bạn trong đời, giống như trong những bộ phim mà các bạn hay xem, nó có một cái tình tiết lãng mạn, kịch tính nào đó ha. Ok, lãng mạn, một cái mối tương tác lãng mạn mộc, có thể là người đó là thích cây xanh, yêu môi trường, hoặc là bản mệnh của họ là có mộc, màu xanh lá trong đó ha. Năm sinh của họ cũng là mộc, số 6 nè. Người này trẻ, young, hoặc là các bạn là người trẻ tuổi luôn. Có số 65 và có cả countryside, có vẻ như là cái có thể là các bạn sẽ có một cái chuyến đi về quê, hoặc là các bạn sẽ có một cái chuyến đi về cái nơi thiên nhiên, môi trường country, countryside. Cũng có thể cái country này là cái người mà tới với các bạn trong vòng 7 tháng tới á, là họ đã có một cái di chuyển ở một cái nơi nào đó xa tới với chỗ các bạn rồi. 65 là cái sẽ đọc sách đi, trang 65 khi sẽ tìm kiếm có cái câu gì đó nó phù hợp với thông điệp của mọi người trong cuốn sách này nhé. Đôi khi thông điệp nó ngắn gọn ngẫu nhiên nhưng mà lỡ khi hợp sao. Nói chung á, bạn chỉ cần bây giờ là có vẻ như là sau khi xong việc hãy nhìn lại nội dung được viết trong cuốn nhật ký, liệu điều gì đó khiến bạn phải chú ý không, bạn có nhận ra điều gì mang tính chất khuôn mẫu lặp lại không, nếu không không sao, nhưng nếu có điều đó thì sẽ rất tốt, được khuyến khích để viết những cái hành trình nhật ký của mình. Được khuyến khích để viết những hành trình nhật ký của mình trong cái con đường này. Mà cái câu hồi nãy thì cho Kit cảm nhận như là một quyển nhật ký ha. Nhật ký thì có vẻ như là cái đối tượng này bạn thu hút bằng cái năng lượng của bạn, cho nên cái việc bạn mong muốn đăng cái người đối tượng ấy như thế nào, yên bình như thế nào, thì bạn sẽ được offer với cái đối tượng yên bình, bình yên như cách mà bạn mong muốn. Ok, đó là những gì Kit thấy được từ cái con số 8 trong... Ủa, số 8 đúng không? Ừ đúng rồi. Ủa, số 8 hay số 9? Số 8 hay sao á? Không nhớ nữa, thôi kệ qua đi. Rồi bây giờ kiếp qua con số 9 nha. Có thể cái trải bài này nó hơi bị lộn xộn xíu, mọi người thông cảm nha. Bây giờ qua con số 9 đi. Tại cái này là phần phụ, phần thêm thôi. Thì đón nhận một cách tích cực cởi mở nhất. Số 9 Flower. Tình cảm trong 7 tháng tới của con số 9. Con số chủ đạo đường đời là con số 9. Forgiving and learning. Có vẻ như câu chuyện của các bạn nó sẽ có liên quan về cái sự tha thứ cho một cái tương tác, cho một cái câu chuyện cũ nào đó. Ngoài ra flower cho cái cảm nhận như là các bạn cần nhẹ nhàng hơn trong mọi tình huống. Các bạn đôi khi sẽ bị tiêu cực rất là nhiều bởi những câu chuyện mà các bạn suy nghĩ. Các bạn sẽ khó tha thứ cho những cái người đã gây tổn thương cho bạn. Nhưng có vẻ như cái trải bài ở con số 9 này đang nói là các bạn nên giống như một chuyển thành một cái đi rời khỏi một cái ngôi nhà cũ để chuyển nhà mới vậy đó. Cho nên có việc gì mà các bạn bỏ buông bỏ được thì buông bỏ, và tha thứ được thì hãy tha thứ. You create a situation, you have to power to change it. Có vẻ cái những cái tình huống này các bạn là những người phát hiện ra một điều gì đó trong cái câu chuyện cũ, cho nên có con số 9 đang nói rằng là bạn có được năng lượng để thay đổi nó, cho nên hãy thay đổi nó theo một cái hướng tích cực hơn bằng việc gọi là tha thứ cho những cái điều gì đó, người nào đó đã gây tổn thương cho bạn ha. Có con số 7 kiếm, hồi nãy xem như là Kit nói là các bạn phát hiện được những cái bí mật nào đó và nó khiến các bạn có những cái sự tổn thương. Thì số 9 đang nói về trong vòng 7 tháng tới trong chuyện tình cảm thì các bạn giống như trồng những bông hoa mới đi. Mình hãy nhìn vào những cái mặt tích cực nhất của cái tình huống này và tha thứ cho những cái điều đó để chúng ta nhẹ lòng hơn, buông bỏ bớt. Thì winter cũng là Kit nói giống như các bạn nó có những cái mùa đông trong lòng á. Đã tới lúc mà mùa xuân đã tới rồi, chúng ta hãy nhìn về cái hướng chân trời tương lai. Flirt sẽ có một cái sự tán tỉnh nào đó về các câu chuyện tình cảm trong giai đoạn tới. Love take time, tình yêu á cần nhiều thời gian, giống như là love take time là giống như là để có một cái tình yêu chân thành chúng ta cần rất là nhiều thời gian để trải nghiệm. Cho nên cái việc tha thứ này cũng là cái giúp ích cho các bạn trong cái việc tin tưởng và cũng như là cho nhau cơ hội ha. Và bây giờ Kit có cái lá là sư tử, có thể là các bạn là những người cung sư tử hoặc là cái tương tác của bạn người cung sư tử, nhưng mà cung sư tử cũng là cái nói về cái cung là hãy nhìn về, hãy hiên ngang và vị tha. Sư tử cũng là giống như là một dẫn đầu đàn vậy đó. Nếu mà các bạn là cái người chủ động á, thì
Khi thấy các bạn là người chủ động hơn thì hãy trong cái tình huống này hãy chủ động buông bỏ những điều không phù hợp và hãy hướng về những cái điều giá trị tốt đẹp hơn. Butterfly nói về sự transformation, về sự thay đổi và sự nhẹ nhàng. Hãy cho cái câu chuyện cũ bỏ qua và hãy có thể là có một cuộc gặp nói chuyện giữa cả hai về cái đối tượng nào đó và sẽ có được làm sáng tỏ và mọi thứ sẽ nhẹ nhàng hơn thôi. Thủy nước, nước cũng giống như nói về một cái tình người mẹ, các bạn giống như là một người có lòng vị tha mà mặc dù có rất nhiều tổn thương, dễ bị tổn thương nhưng mà các bạn cũng sẵn sàng vị tha, cho nên hãy luôn vị tha nhé các bạn số 9 ở trong cái trải bài này nhé. Ok, bây giờ Kiết sẽ xin qua con số 9, bây giờ Kiết tới với con số 10 nha. Số 10 với số 1 nghe chung nha, tại vì con số đường đời nhiều khi cộng dồn nó ra nó cũng ngộ lắm, không biết được đâu. Bây giờ Kiết sẽ xem số 10 có những cái tình huống nào trong đời sống tình cảm 7 tháng tới nhé. You are on the right path, bạn đang đi đúng hướng. I call upon you now, thanks for listening. Nói chung là Angel Michael đang dẫn lối các bạn tới với cái tình huống này một cách đúng đắn. Có một cái đối phương, một cái tình cảm mạnh mẽ đang tới với các bạn rồi. Chỉ cần các bạn là đi theo, nghe theo những cái hướng dẫn của vũ trụ nha. Nhiều quá. Một cái đối tượng đã xuất hiện. Có vẻ như là đối tượng này xuất hiện rồi và sắp sinh nhật các bạn hả? Ok, happy birthday. Rồi bây giờ số 10 ơi. Và có vẻ như là một cái sự tái sinh, một cái người tái sinh. Hoặc là có thể là các bạn sau này á, mà dẫn tới đúng lối á, nhiều khi trong năm nay á, hơn 7 tháng các bạn là có tin tức tốt đẹp về sinh nở. Nếu mà các bạn đây là nữ nha, đã có cái độ, đã tới cái độ mà mình muốn có gia đình, có em bé. Còn những cái bạn nào mà kiểu giống như là gần còn trẻ mà còn gần tới sinh nhật nữa, có thể là một cái món quà từ vũ trụ gửi tới các bạn trong vòng 7 tháng này nha. Ngày đúng ngày sinh của bạn đi là một cái lời nào đó yêu thương từ một cái đối tượng nào đó ha. Có vẻ như cái đối tượng này đang còn chia cắt ở xa và có vẻ như là đang ngắt kết nối nữa. Một vài bạn là đang ngắt kết nối, còn một vài đối tượng là đang ở xa. Còn nếu mà ai độc thân luôn á thì là là bạn sẽ không còn cảm thấy bị trống vắng trong lòng nữa. Cái câu chuyện mà chờ đợi và cái việc độc thân á của các bạn á sẽ kết thúc ngay cái ngày sinh nhật của các bạn, hoặc là các bạn sẽ tái sinh thành một cái năng lượng khác, nó sáng sủa hơn. Các bạn sẽ tự quyết định cái con đường của mình đi, là sẽ không còn phải chờ đợi nữa. Các bạn sẽ tiến về phía trước và tỏa sáng với chính mình. Có thể là Kiếp thấy cái câu chuyện tình cảm của các bạn sẽ liên quan về cái sự nghiệp công việc, cho nên có thể là một vài đối tượng ở đây nó sẽ có liên quan tới công việc của nhau. Có thể là bạn đồng nghiệp hay là gặp người gỡ người này trong thông qua công việc. Và ngoài ra thì finances and career, có thể thấy là các bạn nên đầu tư cho đời sống cá nhân của mình về tiền bạc vật chất và hãy chăm lo cho mình nhiều hơn nha. Các bạn số 10 ơi, cái đó là cái cần thiết cho các bạn trong vòng 7 tháng tới đó. Ace of Coin hồi nãy mới nói là có thể là các bạn ở số 10 này đang có hướng về công việc nhiều hơn nữa nè. Và có vẻ như là bạn sẽ có một cái định hướng về công việc mới, một thay đổi mới về cái, một cái tái sinh về cái công việc, một cái tái sinh về cái diện mạo của mình nữa. Có vẻ như các bạn sẽ đổi lại hoàn toàn nhiều thứ. Bạn sẽ không còn cảm thấy, nếu mà ngay lúc này bạn nghe bài này bạn cảm thấy cô đơn quá, bạn cảm thấy là trống trải quá, thì vũ trụ đang nói các bạn hãy thay đổi suy nghĩ, vì các bạn đang được dẫn lối đến một cái hướng đi mới hơn, khác biệt hơn. Và các bạn sẽ tự tạo ra được những cái của cải vật chất cho chính riêng mình. Và đừng lo lắng về tài chính quá nhiều nha, số 10 nhé. Cuối cùng, các bạn là những người có tiếng nói, các bạn là những người diễn giả, speaker. Hãy sử dụng cái tiếng nói của mình nhiều hơn, các bạn giúp đỡ được, chữa lành người khác bởi cái giọng nói của mình. Nhưng mà trước mắt, hãy nói những cái điều tích cực cho bản thân mình nha các bạn ở số 10. Đừng bao giờ đặt bản thân mình vô những cái tình huống là tôi lonely quá, tôi độc thân lâu rồi không có ai, hoặc là tôi trong cái tương tác này gặp thấy bị cô độc hay là như thế nào đó. Hãy nhận bỏ những cái suy nghĩ tiêu cực đi qua một bên. Đã tới lúc vũ trụ đang nói là định mệnh đang nằm trong tay bạn rồi, bạn phải là người tạo ra, cho nên định mệnh như thế nào là do bạn quyết định trong bàn tay. Cho nên hãy nói những điều tích cực thì những kết quả tích cực sẽ tới với các bạn ở tụ ở cái con số 10 nha. Ok, bây giờ Kiếp bóc Cham cho các bạn để xem thử là cái nhìn ảnh Cham đang nói gì cho các bạn nữa nè. Có số 6 nè,
có lửa nè, khi thấy là các bạn sẽ có được tiếng tăm trong công việc của các bạn. Khi thấy có số tháng 12 thì có thể là bạn cung nhân mã hoặc cái người kia cung nhân mã ha. 24/7 có vẻ như các bạn sẽ nhắn tin liên tục trao đổi với nhau thông qua mạng xã hội. Có cái lá là tình yêu sét đánh nữa. Ok, số 10 là tình yêu sét đánh nè. Có cái lá freedom, phải tự do, không ràng buộc. Và cái tương tác này nó cần nhiều sự tự do, nó không bị ràng buộc, kiểu giống như là các bạn nếu mà càng ràng buộc là càng khó có được một cái điều gì đó cho trong câu chuyện tình cảm để bền vững, kiểu như là càng kiểm soát nhau thì các bạn càng thấy xa nhau. Cho nên cái ở đây là số 10 là nên thôi, như những người Kit nói thì bây giờ Kit sẽ xin qua con số 11. Kit qua số 11 nhé. Con số cuối cùng cho ngày hôm nay thì để xem số 11 có được hướng dẫn gì trong câu chuyện tình cảm 7 tháng tới nha. Sorry mọi người, Kiếp trả hơi gấp. Innocent, sự ngây thơ, sự trong suốt, sự tinh khiết. Các bạn nuôi chó mèo đi cũng rất là tốt. True Dream các bạn, các bạn con số 11 ở đây ơi, các bạn sẽ giống như một viên ngọc quý gì đó, các bạn rất là tỏa sáng trong vòng 7 tháng tới. Mọi người bị thu hút bởi bạn, bởi cái vẻ ngoài thanh lịch fancy và có một chút xíu nào đó nó sáng giá của các bạn nha. Cho nên cái đối tượng mà phù hợp với các bạn phải là trung tần số, phải là một cái người sáng giá, phải là một cái đối tượng mà Kiếp thấy có đeo trang sức nữa, theo cái phương diện là họ có giống như là họ tỏa sáng cho cái môi trường đó của cái người đó. Queen of Cup nữa các bạn. Có vẻ như cái số 11 này á, câu chuyện tình cảm 7 tháng nó sẽ rất là được yêu chiều bởi cái đối tượng của mình. Và ngoài ra các bạn cũng cảm thấy rất là đủ đầy với cuộc sống của mình. Love life, cuộc sống tình yêu rất là viên mãn cho thời gian sắp tới 7 tháng tới của các bạn ở tụ ở con số 11. Có vẻ như các bạn sẽ gặp lại một cái tương tác của kiếp sống trước và các bạn sẽ rất thân thuộc với nhau. 11 mà Twin Flame mà. This could be the one, có vẻ như các bạn đã gặp cái người này rồi á. Và có thể là một trong những cái tương tác mà các bạn đã gặp rồi, đã quen biết rồi. Còn và các bạn cảm thấy rất là thân thuộc với nhau, giống như là đã từng là anh em trong nhà, người thân, gia đình của nhau trong những kiếp sống trước. Cho nên các bạn cảm thấy là khi ở bên nhau các bạn rất là quấn quýt. Artist, có thể người này làm về lĩnh vực nghệ thuật hoặc bạn làm về lĩnh vực nghệ thuật. Số 11 của cho Kiếp thấy là các bạn sẽ thông qua cái môi trường nghệ thuật. Có vẻ như cả hai sẽ rất thích những cái hoạt động nghệ thuật, làm về nghệ thuật như là đi xem tranh ảnh, triển lãm. Các bạn ở tụ 11 hơi fancy nha. Có thể là những cái nơi mà thu hút các bạn là những cái nơi mà có được cái nội thất rồi mọi thứ xung quanh phải trang hoàng, lộng lẫy và đẹp đẽ. Có số 3. Số 3 đây cho Kiếp cảm giác là Western, người Tây hả? Cho nên các bạn có thể đối tượng của các bạn là gặp người Tây nha. Western story, Mary. Có sự kết hôn ở đây, có vẻ là một cái chiếc nhẫn nào đó sẽ tới với tay ở con số 11. Số 3 cũng cho thấy Kiếp cảm nhận là chỉ cần 3 tháng thôi, 3 tháng nữa thôi các bạn có thể một vài bạn ở đây sẽ kết hôn luôn á. Ôi là trời, không biết sao hay vậy. Nhưng mà có vẻ như số 3 cũng là đang nói về cái số mà 11 cộng 3, 14, 4 cộng 1 là 5. 5, high five 5 hả? Cho nên Kiếp thấy rằng là mọi người ở đây ơi, con số 11 ơi, các bạn cần phải liên kết. Liên kết. Không biết sao Kiếp có thấy có từ liên kết. Liên kết với những gì mà các bạn luôn cảm nhận bên trong mình, nó là điều đúng đắn, đừng hoài nghi nó. Và Kiếp thấy cái đối tượng này đừng nên hoài nghi, vì cái đối tượng này đúng đắn rồi các bạn. Khi gặp cái đối tượng này các bạn sẽ cảm thấy đây đúng là chân mệnh của cuộc đời mình. Có vẻ như con số 11 sẽ là con số mà kết hôn sớm nhất trong các con số còn lại. Ok, cảm ơn tất cả các bạn. Hẹn gặp lại mọi người ở các video khác. Bye bye.